Tiếp tục với nhàn khai triển về cái phần đó là trong cái thời thế bất ổn nên nhất tâm tu đạo. Cái việc mà để nhất tâm tu đạo đó thì trong đạo Phật mình người ta có nhiều cái pháp môn tự lực, pháp môn tha lực, chung quy nhiều pháp môn, nhưng mà nó chỉ hai cái hướng, đó là cái hướng tự lực và hướng tha lực. Cái hướng tự lực đó là chúng ta nghiên cứu về giáo điển của Phật, rồi chúng ta tu thiền, rồi chúng ta tu tông pháp hoa, rồi những cái phương pháp mà tự lực chúng ta phải nghiên cứu tu tập đó, thì cái thời gian nó rất là dài, nó phải mất qua ba đại tăng kỳ kiếp. Tuy nhiên cái pháp môn tha lực kim tự lực thì cái pháp môn này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời của Ngài giới thiệu cho tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp 10.000 năm mạt pháp này thì cần phải có tu pháp môn vừa tự lực vừa tha lực. Nếu không đương nơi pháp môn tha lực để mà chúng ta đoạn hoạt chứng chơn, mà tự lực để đoạn hoạt chứng chơn thì cái chuyện này nó khó, Ngài nói là khó như lên trời. Cho nên về cái việc mà tất cả những cái sự bất ổn về dịch bệnh, về chiến tranh, về giặc giả, về đói khát, về những sự bất an, bất ổn thì từ nơi cái tâm của chúng ta mà chiêu cảm hết. Cho đến khi thọ cái thân này cũng từ nơi cái tâm này, và bỏ cái thân này là xả thân cũng từ nơi cái tâm này. Tâm này là chủ đạo và đứng đầu và tạo tác tất cả. Nếu nói và làm và suy nghĩ với điều ác thì chiêu cảm quả ác đến, và nếu nói làm suy nghĩ điều thiện thì chắc chắn quả báo thiện nó sẽ đến. Cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà cũng từ nơi cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà mà tạo nên cái cảnh giới để chúc chúng sanh về đó để an dưỡng nơi Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên chúng sanh không đủ niềm tin, không biết rằng cái pháp lực là do cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, là câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó có thể giúp cho chúng ta thân khỏe, tâm an, thọ mạng kéo dài, của báu vô lượng. Khi bỏ báo thân liền niệm trước là thọ mạng hết, niệm sau liền vào trong liên thai, được Đức Phật A Di Đà dùng thần lực nhiếp thọ người này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Điều này là sự thực 100%, không có giả dối chút nào. Tuy nhiên, đối với hàng trung hạ căn chúng ta mà tu pháp môn niệm Phật, nếu mà không có những cái pháp trợ hạnh giống như là trì chú, niệm Quan Âm, ăn chay, phóng sanh, rồi đúc tượng, tất cả những hạnh lành nếu mà chúng ta không làm đó, thì cái sức dụng công để mà niệm Phật đó, thì nhiều lúc chúng ta không đủ sức để làm. Bậc thượng căn thì họ chỉ nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, chỉ một câu Phật hiệu giống như là vị tổ thứ 14 là Ngài Hải Hiền, thì Ngài không có cần nhiều. Chỉ hàng ngày đi làm nông, dùng cái công sức của mình làm nó có bắp lúa gạo ngô khoai đem tặng cho mọi người, thì đó là cái hạnh lành của Ngài. Nhưng mà khi mà cái hạnh lành của Ngài tuy rằng mình thấy rất là bình thường, không bỏ tỷ này tỷ nọ ra để xây chùa dựng miếu giúp cho người khác, nhưng mà cái tâm Ngài là ba la mật. Ngài làm những cái hạnh lành là tâm ba la mật. Cho nên ra cái việc mà trong cái thời thế bất ổn hôm nay cũng từ nơi cái tâm thức chúng ta chiêu cảm. Và có nhiều người họ không có hiểu ra được điều này, họ chỉ ngăn chặn cái ngọn, họ không có điều chỉnh từ nơi tâm thức của con người. Cho một khi tâm thức con người khởi niệm xấu ác lên là toàn thân tâm của họ bị nhiễm độc hết. Họ khởi lên cái lòng tham để họ muốn chiếm hữu của người khác, họ muốn giành giật cái hạnh phúc của người khác, họ muốn đem những cái gì tiện nghi nhất về cho họ. Thì khi vừa khởi niệm lên như vậy thì trong tâm thức của họ đã nhận được cái nghiệp báo giữa tội và phước rành rành, phân minh một trời một vực. Nếu họ nghĩ về thiện bố thí cúng dường thì phước của họ đã rành rành phân minh nằm trong mạng của họ một trời một vực, so với cái việc mà nghĩ đến cái chuyện là chiếm hữu tiện nghi của người khác. Chiếm hữu tiện nghi của người khác nó có nhiều cái cách để họ làm lắm. Người có phước làm theo kiểu người có phước, và người có phước mà họ có tâm ác thì họ đi cướp giật. Và người có phước mà họ có cái tâm khéo léo xảo quyệt thì họ rất là khéo léo. Cho nên thành ra là cái việc mà để nhận diện được thiện ác đó, thì nếu mà không có các vị Phật Bồ Tát xuất thế, các vị tổ sư để chỉ cho chúng ta, thì chúng ta không lần mò ra được. Bởi vì cái tâm chúng ta đã nhiễm ác quá sâu dày. Rồi bây giờ để nó chấp nhận cái điều thiện, bỏ cái điều ác, thì cái chuyện này nó khó vô cùng, khó lắm. Nên tất cả những quả xấu ác, virus, rồi động đất, sóng thần, giặc giả, chiến tranh, rồi tất cả những cái chuyện mà nghèo khổ, túng thiếu, rồi nạn thất mùa, động đất, bão lửa, bão nước, vân vân, đều từ tâm con người mà chiêu cảm hết. Mà trong cái cộng nghiệp mình chịu chung nó có cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó là người đó người ta biết ăn chay niệm Phật, tu hành trì chú tụng kinh, làm phước lành, thì trong cái cộng nghiệp xấu ác đó vẫn còn lại con người thuần thiện thuần tịnh, vẫn còn lại con người có tấm lòng yêu thương đồng loại, không giết các loài chúng sanh, thì những người này họ còn. Vì sao họ còn vậy? Bởi vì tuy rằng họ mang thân người nhưng mà cái tần số của họ nó vượt lên cao rồi. Cái phước báu của họ vượt lên cao, và luôn luôn có các vị thiện thần luôn luôn ở bên cạnh gia hộ cho họ. Thay vì họ đi con đường đó là nó tới cái chỗ đó là gặp virus, gặp bệnh, gặp hầm hố, gặp giặc giả, thì lại thiện thần gia hộ cho con người đó đi đường khác, không có gặp nạn. Ngoài cái cảnh giới chúng ta đang sinh sống, nó còn nhiều cái cảnh giới mà mắt phàm mình không thể thấy được. Trời, người, A-tu-la, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật biết mình làm cái gì, biết mình suy nghĩ và biết tâm thức của mình thiện hay ác, để chiêu cảm quả thiện hay ác. Các ngài biết rõ mồn một như nắm vật trong lòng bàn tay trước mắt mình như vậy. Cho nên thành ra là cái việc mà làm thiện để mà chiêu cảm thiện thần, các vị Bồ Tát, chư Phật,
gia hộ là cái chuyện này chắc chắn 100% là có thiện nhân thì có thiện quả, ác nhân thì có ác báo, chắc chắn là như vậy. Cho nên cái người mà họ hành thiện tích đức, tu hành ăn chay niệm Phật, họ làm những phước thiện đó đó, thì cái tần số của họ nó vượt lên trên cao hơn cái tần số của những người bị nhiễm bệnh và không đồng cảm với loại virus, không đồng cảm với những chuyện mà vật giả đem đến cho họ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái con người này tuy rằng là cũng là con người, nhưng mà cái tâm trạng họ là đang là cái phước báu họ là của cõi trời rồi, thì những cái cảnh giới như là những loại virus, những người vật giả, những người hại họ đó tới không thể hại họ được. Bởi vì cái nghiệp thức của cái người mà xấu ác đó và có những cái loại vi trùng đó, nó chỉ đi tìm những người mà cái nghiệp chướng sâu dày sát hại nó và có cái tâm ác đồng cảm với nó thì nó mới diệt được. Đây là gọi là ngu tầm ngu, mã tầm mã, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Không thể nào có cái đạo lý mà mình làm thiện, mình ăn chay, mình tức đức, mình niệm Phật, mình trì thần chú đại bi, nhờ Phật lực gia trì mà mình chết vì cái bệnh này. Không có cái đạo lý này. Không có đạo lý này. Chỉ có cái đạo lý đó là lúc trước thì mình tu rất tinh tấn, nhưng khi gặp chuyện dịch bệnh, gặp chuyện giặc giả, gặp chuyện trắc trở, mình bỏ cái chuyện tu hành, mình không tu nữa. Thôi không tu nữa. Thì có nhiều họ hình thức họ thì vẫn còn mặc áo, mặc y, cạo đầu, nhưng mà trong tâm thức của họ, họ đã thối chuyển, họ không tu nữa. Thì có nhiều người nghi ngờ cái ổ sao mấy thầy lại là gặp những cái nghiệp chướng như vậy. Thì cuối cùng là hình thức thì có, nhưng mà nội dung trong tâm họ đã thối chuyển rồi, họ không tu hành nữa, thì bắt buộc họ phải chịu cả một quả báo ác tới ngay tức khắc luôn. Hoặc giả là nghiệp chướng của họ đời trước sát sanh quá nhiều, tuy rằng đời này họ quá nỗ lực tinh tấn thì cũng có trả, gặp bệnh hoạn, rồi gặp dịch bệnh, gặp virus corona nhiễm đến họ, mà thay vì họ nặng họ chết thì họ chỉ bị nhẹ nhẹ rồi họ qua. Và thay vì họ phải đọa địa ngục nhiều đời kiếp, nhưng mà đời này họ gặp cái virus đến để họ trả, họ chết trong một đời. Cái nhân quả nó chi phối rất là tinh vi, rất là vi tế, mắt phàm mình không thể nào hiểu nó. Cho nên ra là tất cả đều do tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức, tất cả các pháp thế gian, pháp ác, chiến tranh giặc giả, virus vân vân đều do tâm mình tạo ra hết. Phật nói cái câu là nhất thiết di tâm tạo mà, và tất cả pháp từ nơi tâm tưởng sanh mà. Pháp thế gian xấu ác, nhiễm bệnh vân vân cũng từ nơi tâm tưởng sanh. Thôi bây giờ mình không có dùng cái tâm tưởng thanh tịnh, ai cũng có Phật tánh đó, để mình tưởng những pháp xấu ác nữa. Thôi mình nhớ Phật, niệm Phật, tưởng đến Phật, nhớ thần chú đại bi, niệm đến thần chú đại bi, nhớ đến Bồ Tát Quan Âm, niệm đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, an trụ cái pháp lành này. Mà cái pháp lành này là cái quả địa giác của Bồ Tát Quan Âm, là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, đã thành tựu từ nơi tâm mình. Nhất thiết pháp từ tâm tiễn sanh là cái pháp thần chú đại bi từ nơi tâm của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn lưu sức ra. Nếu mà phàm phu chúng sanh cho đến các hàng Bồ Tát luôn, mà hàng Bồ Tát là đẳng giác, là Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ, mà Bồ Tát thành Phật rồi như Bồ Tát Quan Âm á, mới có thể thấu hiểu và tin hết cái công đức của thần chú đại bi. Còn bọn phàm phu chúng ta nhiều lúc trì tụng cái nghiệp chướng nó quá sâu dày, cái nghi nó quá lớn, cho mình thấy chưa có kết quả gì hết. Mình mới tụng sơ sơ một vài tháng, một vài năm, chưa có thấy kết quả rồi bèn sanh nghi bỏ đi. Rất rất nhiều người từ khi mà chúng tôi đề xướng thần chú đại bi là họ báo kết quả ngoài sức tưởng tượng. Kết quả đó là thân của họ bớt bệnh hoạn, bớt tâm họ bớt phiền não, họ sống cuộc sống an vui và gia đình của họ thay đổi rất là nhiều. Bởi vì nghi riêng cái nghiệp chướng phàm phu chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng nó bao vây, để mà đục thủng cái nghiệp chướng, để mà phục được kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạn nghi á, thì tự thân chúng ta không đủ sức để làm, và có làm đi nữa phải mất thời gian quá lâu. Nhưng tuy nhiên hôm nay chúng ta dùng cái pháp của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, đó là ngàn tay ngàn mắt. Thiên Thủ là
ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Và khi ngài từ sơ địa, Bồ Tát tu hành đến sơ địa thì cả một kỳ công, từ sơ quả từ đầu hoàng đến tứ quả là A La Hán, là một cái đoạn đường khá là kỳ công, gian nan, mất thời gian rất là nhiều. Và từ bắt đầu tứ quả bước vào sơ tính, mà vào sơ tính đó, bắt đầu bước là vào thất tính, rồi thập tính, thập trụ, thập hạnh, bắt đầu bước vào thập địa để lên diệu giác, đẳng giác để thành Phật, thì cái thời gian khá lâu. Mà ngài từ nơi sơ địa vừa tụng đến thần chú này và phát nguyện đến cái việc mà về sau ai nghe thần chú đại bi thì tất cả những người trì tụng thần chú này được tiêu nghiệp chướng, không chết vào những cái việc mà đói khát, và sanh vào những cái thiện sanh, không đi vào cái ác tử. Thì vừa phát nguyện như vậy là ngài đã vượt lên tới thất địa và thập địa luôn, chuẩn bị bước lên hàng Phật là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cho nên là ai tụng đến thần chú đại bi thì nó có một cái diệu pháp đặc biệt, đó là người này thích đi làm lành, đó là hạnh nguyện, đó là biểu trưng cho thiên thủ. Tay là hạnh nguyện, tay là việc làm, tay đó là hành động, còn con mắt đó là trí tuệ. Người tụng thần chú đại bi họ làm công việc thiện, làm công việc phước thiện, họ làm rất là viên mãn, không có nửa chừng thối lui. Còn nếu mình không có tụng thần chú đại bi, không niệm Phật, không niệm Quan Âm, để tự lực mình đi làm việc thiện thì nhiều lúc nó thối lui. Cái tâm chúng sanh mình là cái tâm nó còn nghi ngờ, tham sân si mạn nghi, mà đang làm việc thiện đó mà nó nghi ngờ, không biết có phải việc thiện không. Và đang làm việc thiện đó, cái nghi ngờ nó phá cái tâm mà tin vào việc thiện đó mất tiêu, cho nên nửa chừng nó thối lui. Cái đó là hàng phàm phu chúng ta thường vấp phải. Nếu không tụng thần chú đại bi, niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì thì làm phước nó cũng nửa chừng thối lui, mà khi làm ác thì nó làm cho tới nơi. Cho nên thành ra là Bồ Tát Thiên Thủ là thiên nhãn, là ngàn tay ngàn mắt, và được cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn chiếu soi cho tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp gặp những chướng ngại này bèn vượt qua được, do người đó tin tưởng thần chú đại bi. Cái người mà tin tưởng thần chú đại bi này đó, là họ đã có căn lành nhiều đời nhiều kiếp sâu xa sâu dày rồi, họ có trì tụng rồi, họ được những vị Phật Bồ Tát, họ được các vị thiện hữu tri thức nhắc nhở họ rồi, cho nên đời này họ nghe các họ sanh tính tâm họ tu liền. Mà tính tâm tu có nhiều cấp độ sâu cạn, có những người họ có tính tâm sâu, họ vừa nghe cái là họ vào họ trì 108 hoặc 50 biến, họ làm hoài không bỏ. Còn có những người họ cũng có tính tâm, họ sợ chết, họ sợ bệnh, họ cũng tu, mà tu thời gian hết bệnh hết chết cái rồi họ bỏ. Hoặc giả là họ tu một thời gian ngắn cái họ thấy sao mà không có kết quả, họ sanh nghi rồi họ bỏ. Thì tính tâm với họ, với của họ đối với thần chú đại bi quá yếu kém, rất là tội nghiệp thương tâm những người này. Cho nên hôm nay chúng tôi nói đến cái đoạn Ấn Tổ nói là trong thời loạn động nên nhất tâm tu đạo. Thì cái việc mà nhất tâm tu đạo, chúng tôi lấy ba cái phương pháp mà Tổ sư Ấn Quang hành trì, đó là thần chú đại bi, là danh hiệu Quan Âm, là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng tôi khai triển từng phần một. Trước đó là nói đến cái thần lực công đức bất khả tư nghì, là cái quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, là thần chú đại bi. Hôm nay chúng ta làm cái nhân địa tâm để tu trong những cái thời giặc giả chiến loạn, hoặc giả là dịch bệnh lan nhiễm, thì đó là cái pháp mà Ấn Tổ nói là nên dùng trong cái lúc mà gặp hoạn nạn, và niệm Quan Âm trì đại bi nhiều hơn niệm Nam Mô Di Đà Phật trong cái lúc dịch bệnh chiến loạn. Khi mà nó an bình rồi chúng ta niệm Phật nhiều hơn. Quý vị đọc vào trong văn sau thấy rất là rõ. Thì cái việc mà thần chú đại bi, nếu mà ai mà trì tụng thì không có sanh vào và không chết vì 15 cái điều ác tử, và chết trong 10 trong cái sanh vào, chết và sanh vào trong nơi thiện sanh. Trong các khổ chỉ có bệnh khổ là khổ nhất. Sanh khổ thì đã sanh ra rồi, cái lúc đó mình
cũng cảm giác rất khổ, giống như con rùa mà bị lột mai. Và già thì nó cũng già từ từ, nhưng mà bệnh đó thì nó tới cấp kỳ. Và hôm qua chúng tôi có đọc cái thư mà của cô Diệu Bảo ở Bình Phước có gửi cho chúng tôi, mà quý vị có nghe đó, là cô đó cô bị nhiễm COVID-19 corona, cô nói nó khó chịu vô cùng, nó hơn gấp trăm lần cảm cúm. Mình cảm cúm là tay chân rã rời hết rồi phải không, rồi mình khó chịu sổ mũi đau đầu, rồi trong người mình nó không còn một cái sức đề kháng, và nó lấy bao nhiêu cái sức đề kháng trong con người mình ra để nó chống chọi lại với con virus cảm cúm, nó chống chọi lại với cái con virus corona, thì cái sức của mình nó bị kiệt. Khi cái sức của mình bị kiệt rồi, cái con vi trùng đó mà nó mạnh lên là bắt đầu nó tấn công vô và nó sinh sôi nảy nở ra thì mình thua, mình tiêu. Lúc mà mình sổ mũi đó ra là cái sức mình nó quá kém, do nó lấy cái năng lượng trong người mình, nó lấy cái đề kháng trong người mình để nó chống lại cái con virus, cho nên thành ra nó quá đuối nó phải sổ mũi thôi. Rồi toát mồ hôi ra bên ngoài thấy lạnh chịu không nổi, thì cái đề kháng của mình nó đã bị quá giảm xuống, và con nói chịu không nổi nữa, con mắt nó đau nó muốn nổ con mắt luôn, và cái đầu đau giống như búa để bổ vô, và toàn thân con người nó rã rời hết, bắt đầu nó ho rồi bắt đầu nó sốt lên đến ba mươi mấy 40 độ, thì bắt lúc đó nó đang thâm nhập. Thì không có cái nào khổ bằng cái bệnh khổ, đúng không? Nhưng mà người đó bắt đầu trì thần chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì khi tâm thức trì đến thần chú Đại Bi là nhận được liền cái thông tin từ lực của Bồ Tát Thiên Thủ, bắt đầu dùng ngài dùng cái năng lượng và dùng cái pháp lực do cái nguyện lực của ngài, bắt đầu đi theo cái tâm thức của chúng ta vào trong cơ thể để trị cái bệnh cho chúng ta, mà ngài phát cái nguyện là tụng thần chú Đại Bi này là chữa được, và chú này có thể trị và chữa cho chúng ta đến 84.000, là 84.000 loại bệnh. Và trong cái cõi trần này có chứng bệnh gì thì thần chú Đại Bi này liền chữa cho chúng ta cấp kỳ luôn. Còn cái nguyện của Đức Phật A Di Đà là tụng để bỏ cái báo thân này, niệm để bỏ báo thân này để vãng sanh Tây Phương, nhưng mà mình chưa đủ sức, mình chưa đủ cái tính nguyện hạnh, và mình cũng chưa có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cho nên để mà đối trị lại, đối chọi lại cái căn bệnh này chúng ta không đủ thời gian, thì phải chuyển pháp liền. Ấn Độ nó phải chuyển pháp là niệm Quan Âm nhiều, trì thần chú Đại Bi nhiều, để nó qua cái cơn hoạn nạn này rồi chúng ta mới quay lại tiếp tục hàm dưỡng tích lũy công đức niệm Phật để vãng sanh. Thì hai cái pháp này tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái cơ nghi, và tùy theo cái nghiệp chúng ta trong trong những cái lúc mà nó bình thời yên ổn, thời bình á, thì chúng ta tiếp tục để niệm Phật, và thời chiến loạn thì niệm Quan Âm để ngài gia trì cho nhanh. Cái đó là cái pháp mà Bồ Tát Quan Âm phát nguyện, và cái sự mà hành trì và có kết quả của Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ ngài nói rồi, chúng ta cứ y như vậy mà làm. Có nhiều người người ta sẽ sanh vọng tưởng ức đoán, nói niệm Phật cũng có khả năng để tiêu bệnh tiêu dịch, mà cái công đức niệm Phật cũng bất khả tư nghì, chứ đâu phải là thua về thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm đâu. Nhưng cái đó là phàm phu chúng ta lý luận, dĩ nhiên là đúng như vậy, nhưng mà thượng căn thượng trí thì nói vậy được, còn hạ căn với là trung căn như bọn chúng ta thì để mình niệm danh hiệu Phật để vô tâm bụi tương ưng và cảm Đức Phật Di Đà để bỏ báo thân này, để liễu sanh thất tử hoặc hết bệnh á, thì cái căn cơ chúng ta đôi khi làm nó còn trục trặc, tức là dễ sanh nghi. Nhưng mà khi niệm đến chú Đại Bi và danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cái sự cứu khổ của ngài nó lẹ làng, nhanh nhẹn hơn. Bởi vì ngài tu cái pháp gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn và đắc được nhĩ căn viên thông. Cho nên thành ra là khi mà cơ thể đang bị bất an biến loạn và do hàng ngày cũng có thọ trì thần chú rồi, thì cái lúc này cái pháp nó ở trong tâm nó lưu xuất ra, tâm pháp nó bảo vệ cho cái sự sống, cái sự sinh tồn và cái thọ mạng của chúng ta. Ở chỗ này lý luận hơi sâu, cố gắng tin và nghe. Có nhiều người người ta nói cái pháp này quá là mầu nhiệm rồi, cái để bệnh rồi để gặp nạn rồi tụng, chứ còn bây giờ tụng chi, thì nói như vậy không phải đâu. Cái pháp này phải được huân tu và hàm dưỡng để thành thói quen, thói quen đó là thành nghiệp, nghiệp đó gọi là tịnh nghiệp. Nếu không thành thói quen tịnh nghiệp á, mà đến cái lúc mà gặp nạn gặp bệnh á, thì cái nghiệp gì? Sợ hãi, run sợ, đau buồn, khổ đau,
bất an nó đến, nó bao vây toàn bộ tâm thức, không còn một chút xíu gì niềm tin về cái thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm, danh hiệu Phật. Và lúc đó mình phải thua trận, bởi vì mình không có tụng cái thần chú Đại Bi hàng ngày để thành cái thói quen, để thành cái tịnh nghiệp. Thì lúc mà nhiễm bệnh và lúc mà ác nghiệp nó đến thì chúng ta bèn giao phó cho hết cho ác nghiệp này, cả thân tâm này bị ác nghiệp nó hoành hành, nó cấu xé. Và đến lúc càng phiền não càng khổ đau, mà một niệm sân khổ đau buồn bực nổi lên là công đức bắt đầu tiêu tiêu từ từ, bắt đầu nghiệp xấu ác này nó dẫn chúng ta đi vào cõi ác, không cưỡng lại được. Nếu hàng ngày nếu không tịnh, không có huân tu hàm dưỡng, không có làm cho tâm thuần tịnh thuần thiện và tịnh nghiệp nó được kiên cố, thì đến lúc mà nghiệp nó đổ ra thì chúng ta không có có cách nào mà cựa nổi. Bèn toàn bộ thân tâm công đức đều, mình làm những cái phước báu rất là nhiều, xây chùa tạo tượng đức chuông vân vân, tất cả phước báu này là trợ hạnh, mà không có chánh hạnh trì danh trì thần chú Đại Bi niệm Quan Âm á, thì ba cái phước đức mà trợ hạnh này đó đổ xuống sông xuống biển, giỏi lắm là chúng ta đời sau được được làm người hoặc sanh lên cõi trời, thay vì mình có cái phước đức này hồi hướng về cực lạc niệm Phật để mình liễu sanh thoát tử, ra khỏi cái ngũ trược ác thế này để về Tây Phương cực lạc, đúng không? Thì cuối cùng mình lại bỏ mất hết cái thời gian để tu chánh hạnh là niệm Phật trì Đại Bi niệm Quan Âm để nguyện vãng sanh, mình chỉ bám theo cái trợ hạnh. Mà khi có cái trợ hạnh mà không có chánh hạnh để mà niệm Phật á, thì cái trợ hạnh này không cự lại nổi niệm nghiệp lực. Ví dụ có người người ta làm phước thiện rất là tốt, xây chùa tạo tượng đúc chuông in kinh sách, làm tất cả điều thiện, không có dụng công tu hành, không có mục tiêu để mà đoạn trừ tập khí, chuyển hóa phiền não, rồi bị những cái nghiệp gì? Bị những cái nghiệp tham dục, tham sắc, tham tài, tham danh, tham ăn, tham ngủ, nó vô nó đột phá. Và cuối cùng gì? Nghiệp thiện này không cự lại nổi nó, bởi vì không có tịnh nghiệp để mà thuần hóa cái tâm, mà chỉ lấy đi làm phước. Dĩ nhiên làm phước là điều rất là tốt, nó là trợ hạnh, nhưng mà nếu không có chánh hạnh trì danh để mà dụng công tu hành, để mà liễu sanh thoát tử, để đoạn hoặc chứng chơn, để mà phục được những cái nghiệp chướng mình á, thì người này Ấn Tổ ngài nói là vẫn là kẻ cái quả của đời thứ ba. Dầu cho làm thiện, xây chùa tạo tượng đúc chuông, làm tất cả các điều thiện đó mà không hồi hướng về cực lạc, và cái này vẫn là trợ hạnh thôi, không phải là chánh hạnh để liễu sanh thoát tử đâu. Mà chánh hạnh để liễu sanh thoát tử đó là niệm Phật trì Đại Bi niệm Quan Âm để hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Mà người mà có chánh hạnh niệm Phật trì Đại Bi niệm Quan Âm để hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc, tuy rằng họ nghèo, họ không có phước báu, nhưng một thời gian sau bắt đầu phước báu họ có từ nơi cái quả giác là thần chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ, có từ nơi cái quả giác là câu Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Phật A Di Đà, mà họ niệm một thời gian cái tâm họ bắt đầu mở ra, cái phước báu bắt đầu đến, thì họ làm tất cả các điều phước nhưng không rời cái chánh hạnh công phu tu hành, thì người này rất là vững vàng trên con đường công phu. Còn nếu chúng ta dính vô trong cái chuyện trợ hạnh đó, làm tất cả các phước báu mà không có chánh hạnh để mà dụng công tu hành, để đoạn hoặc chứng chơn, để đoạn trừ tập khí, để liễu sanh thoát tử đó, thì chúng ta vẫn sanh tử luân hồi, chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái việc mà để mà chúng ta thấu triệt được cái tâm pháp là thần chú Đại Bi danh hiệu Quan Âm Phật Di Đà đó, thì cần phải có một vị Phật Bồ Tát xuất thế để nói, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni để xuất thế nói, và tổ lưu truyền lại đó là Bồ Tát Đại Thế Chí nói lại cho chúng ta nghe. Đây là một cái phước duyên trăm ngàn ức kiếp hôm nay chúng ta mới may mắn gặp được, mà bỏ qua cơ hội này thì thiệt là uổng. Cho nên trong tất cả các khổ thì bệnh khổ là số 1, mà trong tất cả các nỗi sợ hãi thì sợ chết là số 1. Sợ mất thân mạng, chúng sanh nó cũng sợ mất thân mạng. Chúng tôi nhớ lúc trước cái chỗ cái nhà của cái cô mà gần cái đám rau bây giờ đang trồng dưới đó đó, thầy giác đồ qua để mà bắt mấy con gà. Bây giờ bữa chúng tôi kể trong pháp hội một lần, bây giờ mà còn nhớ cái cảm giác của mấy con gà nó sợ chết, chưa ai giết nó hết mà bắt đi thả thôi. Trời ơi, nó la, nó la, nó dãy chạch. Thôi, nó kêu, chối sống, chối chết. Chúng nó kêu, thả tôi ra,
vì ông chồng là chuyên môn là cứ tối tối lâu lâu cái ông bắt một con cái ông luộc ông ha ông làm gì đó ông ăn ông nhậu, cho nên thành ra nó thấy mấy con đồng bọn nó chết rồi bây giờ nó cũng sợ chết. Thì chúng sanh nó sợ chết như thế nào thì chúng ta cũng sợ chết như vậy, mà con người chúng ta sợ chết còn kinh hồn nữa. Chúng sanh nó không có phước báu cho nên khi nó bị giết, nó bị bệnh đâu có ai làm nhà thương cho nó đâu, gà vịt heo chó đâu có làm nhà thương kiên cố giống như mình đúng không? Bây giờ cái phước báo nó quá kém, mà con người mình làm nhà thương, thuốc men, vaccine đồ đủ thứ hết trơn, nhưng mà thọ mạng hết do tâm thức quá xấu ác, tâm thức quá độc ác, tâm thức nghi ngờ, nghĩ ác, nghĩ xấu, thì thuốc cũng vô hiệu hóa, nhà thương cũng chữa không được, cho nên mới có người chết. Cho nên mới có người chết. Còn những người họ lại sống rất là đơn giản, sống với núi rừng thôn dã. Ở bên Canada có một cái làng đó, họ không cho những cái người mà khách du lịch ở phương xa đến vô cái làng đó, và họ làm một cái con kênh rất lớn, muốn đi qua đó thì phải lội qua con kênh, mà không cách nào qua cái con kênh đó được. Và họ đóng cửa thường xuyên họ ở trong đó. Họ trồng trọt á, họ cũng không lấy cuốc. Họ nói sắt nó kỵ với lại rau củ quả, cho nên họ chế những cái cuốc bằng loại tre, loại cây á. Họ lấy cái cây họ moi 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 cái lỗ cái họ thả mấy hột đậu xuống, rồi họ không có dùng máy móc, hoàn toàn là họ sống một đời sống rất là văn coi như là thôn dã. Nhưng mà những người văn minh mà dùng những cái máy móc dụng cụ á, thì cho họ họ không 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 chịu lấy. Họ kêu không, xưa nay họ sống rất là dân dã, và cái làng của họ gần như là sống đến 120 tuổi. 100 tuổi là tuổi bình thường của họ. Mình đây là 60 tuổi là tuổi bình thường, phải không? Là 60 năm cuộc đời, là hưởng thọ là 60 năm cuộc đời. Chết trước 60 tuổi gọi là hưởng dương. Còn họ là tuổi thọ bình thường của họ là 100 tuổi. Và họ sống không có của để riêng, và của họ là chung với nhau hết. Hầu như là nhiều người nhưng mà là một đại gia đình. Ví dụ là cái nhà bên cạnh đi qua mượn cái cuốc, qua lấy cái cuốc là cái chuyện đó là cổ chung xài rồi, chứ không phải là tôi đến tôi mượn bạn hoặc tôi mua đồ nữa. Ra chợ thì những người này trồng được cái này để trong nhà thì người này đến lấy, rồi người kia trồng được cái khác thì người kia đến lấy để xài. Thì giống như trong một gia đình mình đó, mình cho con, cho chồng, cho cha, cho mẹ như thế nào thì cái tâm của họ nó rộng lượng, là cả một cái làng đó luôn, một cái tiểu bang đó luôn, là giống như trong một gia đình của mình vậy đó. Họ không có phân biệt là đây là gia đình của anh, đây là gia đình của tôi, đây là gia đình của bạn, rồi tiền này là của tôi, tiền này là của bạn. Họ không có cái ý niệm mà tự tư tự lợi riêng tư nữa. Họ sống một cái cuộc sống đại đồng chung với nhau hết luôn, và nhà không có cửa then cài, và không có trộm cướp, và cuộc sống của họ rất là thanh bình. Thì đây là một cái làng mà coi như là thanh bình nhất thế giới, và họ sống rất bình yên. Cho nên đất nước Canada cũng là một đất nước rất là thanh bình. Cho nên thành ra là những người họ sống như vậy thì họ không có cái chuyện đối phó, không có cái chuyện buồn phiền, không có chuyện tức giận, không có chuyện ganh ghét, không có chuyện ích kỷ, chỉ gia đình mình thôi. Và hầu như họ 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 không có sợ chết. Họ nói chết đến tuổi đó là tất yếu rồi, và không có bệnh viện, không có nhà thương, không có thuốc men gì hết. Họ kêu nếu mà uống thuốc vô thì làm cho cái đề kháng của người mình nó yếu đi, để tự cái đề kháng của người mình, khi mà đề kháng của người mình nó yếu thì vi trùng virus xâm nhập hoặc bệnh đó, thì nó phải làm sao cơ thể mình nó tự điều chỉnh, và tự đề kháng nó tự nâng lên, cho nó không cho những cái gì khác vô trong cơ thể. Thì họ không cần thuốc men, họ không cần bác sĩ, họ không cần cái bệnh viện gì cả. Cái này chúng tôi được nghe một cái làng dân dã rất là yên ổn, và họ sống một đời sống rất là thanh bình thạnh trị. Cho nên chúng tôi hôm nay bắt đầu muốn trở về lại cái thời thiên cổ thời xưa, ra làm rau quả củ, rồi cuốc đất, trồng bắp, trồng ngô, trồng khoai. Mỗi buổi sáng lên chia sẻ nói chuyện với anh em huynh đệ, rồi hàng ngày là lo cái chuyện đó là nông phu. Mình thì lúc trước người tu sĩ ít có chịu làm nông phu, mà chỉ gọi là chỉ hàng ngày chỉ lo công phu thôi. Thì dĩ nhiên công phu là tốt, mà không có nông phu thì khi mà gặp giặc giả bệnh hoạn ôn dịch đến thì mình không có đủ điều kiện để mà sống đâu. Cho nên thành ra các vị thiền sư thời xưa đó, Ngài Bách Trượng có nói đó,
nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Cái bữa đó trời mưa suốt cả ngày luôn, ngày không cầm cuốc ra ngoài đồng được, ngày nhịn đói. Ngày kia hôm nay không có công sức của mình làm ở bên trong chốn thường trụ, cho nên nhịn đói không cho nó ăn. Bởi vì hôm nay không có làm cho nên thành ra không có phước báu đâu mà hưởng thụ. Còn mình thì sao? Làm thì thấy quá là mệt, say nắng chán quá. Ăn thì quá là ngon, thích thú, ăn cho no cành hông lên. Làm thì gì? Lánh nặng tìm nhẹ, thì làm sao mà còn phước báu nữa. Chư tổ hồi xưa thì không làm là không cho nó ăn, quyết liệt như vậy. Còn mình là không làm cũng ăn, mà làm thì làm sơ sơ, làm tà tà, làm không hết mình. Thì làm sao mình có cái phước báu để mà mình có thể tồn tại được. Thấy không? Cho nên là trong tất cả các việc, việc khổ của chúng sanh, đó là việc bệnh. Bây giờ là bên Niết Ý là họ coi như là quá chừng chết. Và Hà Lan hôm qua có cái chú mà ông làm cái việc mà mỗi buổi sáng ông chăm sóc sức khỏe, ông làm cái hơ bằng ngải cứu mà chúng ta hôm qua có nói đó. Hồi xuống ông nói ông coi trong tivi mà ông thủ tướng Hà Lan ông thông báo là bây giờ không có thuốc, không đủ thuốc và không có thuốc. Con người bị bệnh về virus corona, COVID-19 đó, nếu bị bệnh thì tự để thân thể nó điều phục, nó điều chỉnh. Ông nói xong một cái ông gục tại chỗ luôn, gục trên cái sàn luôn, ngay chỗ cái bục đó luôn. Có nghĩa là ông quá đau buồn và ông quá thương dân. Và ông chỉ nói là bằng cách đó thôi. Mà ông nói như vậy là ông bất lực về cái chuyện mà thuốc men. Nhưng mà con người để tạo thành cái sinh lực, để tạo thành cái đề kháng á, không có trông chờ đến thuốc, thì cái chuyện này mỗi người phải nên làm. Hôm qua chúng tôi nói, nhắc lại ha, phải nên dùng cái loại gạo đó là gạo còn cám. Tất cả thức ăn mang tính cách dương, không chứa tích âm trong người nhiều. Cái dung tích âm trong con người nhiều thì loại virus, vi khuẩn và tế bào ung thư nó rất thích với cái người mà chứa dung tích âm. Dung tích âm là họ ăn họ những cái loại ngọt có đường nè, chua nè là âm, mà đắng cay là dương. Thì họ thích ăn những cái đồ mà ngọt nè, có người mình là kẹo nè, bánh ngọt nè, những cái gì mà ngọt ngọt, nhất là gạo, gạo trắng là ngọt lắm nè. Rồi thịt bò nè, tất cả các loại thịt nó chứa cái dung tích ngọt và nó giúp cho con virus cũng như là tế bào ung thư phát triển rất nhanh, nhất là những thịt bò, loại thịt bò, thịt heo, những loại thịt. Rồi còn cái việc mà xông đó chúng tôi thấy hiệu quả, chiều hôm qua chúng tôi xông thấy rất là khỏe. Tuy rằng xông mà mình đừng có ra gió liền, mình nghỉ ngơi, mình nằm, mình ngủ luôn, hoặc mình ăn bát cháo vô rất là khỏe. Mình dùng những cách làm sao cho cái đề kháng của người mình nó tăng trưởng lên thì mình không phải lo ngại. Và quan trọng nhất là tâm linh phải thanh tịnh, không run sợ, không lo lắng, không bất an, và không có phiền não, không có khởi lên tham sân si, buồn giận, bực tức, ganh tị, ích kỷ. Và cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nhắn nhủ đối với các bạn sen nói chung cũng như các cái thầy quý chú, riêng với thầy quý chú thì cũng hơi yên tâm. Hơi yên tâm nghĩa là một số người tuy rằng là họ xuất gia, họ tuyệt đối về cái chuyện ăn nằm, giữ được giới tà dâm, nhưng mà trong thâm tâm họ vẫn không ngăn trừ được cái tham dục, tham ái, do cái gốc của tư hoặc tham sân si mạn nghi còn, nó cứ ầm ĩ ở trong đó, cứ mơ tưởng ở trong đó. Rồi từ nơi cái mơ tưởng đó bắt đầu từ từ rồi nó sẽ sanh ra rất nhiều chứng bệnh từ nơi tâm mơ tưởng. Rồi không giữ được thân, Ấn Tổ nói tuổi trẻ lớn lên 90% thủ dâm. Thì từ cái việc này mà làm cho cơ thể mình mất hết tất cả những năng lượng. Và Ấn Tổ nói là tuổi trẻ từ 13-15 tuổi lớn lên không giữ thân mình được, thích cảm xúc thủ dâm. Giống như cái mầm của cái cây, giống như cái chồi của cái cây bắt đầu vừa nảy chồi, đã tẩy mất cái chồi đó, bẻ mất cái chồi đó, thì cây không thể nào đủ sức mà sinh lớn. Cái cây nó ra chồi rồi nó mới ra lá, rồi mới ra hoa. Thì cái cây này nó gọi là có sức sống. Mà nó vừa đâm chồi đã bẻ chồi rồi. Vừa lớn lên 13, 17, 21, 25 tuổi không giữ được thân thể mình. Đây ngài nói đến mức độ 10 người hết, 9 người trẻ đã bị về cái tội thủ dâm.
thì đây là cơ thể con người bị hao tổn những cái nguyên khí, những cái tinh hoa tinh túy nhất trong cơ thể đã bị ra ngoài một cách rất là phung phí, cho nên người này phải chết. Và cái chuyện này nó nguy hại hơn con virus nữa. Virus thì còn sợ, còn có người cảnh báo, còn chuyện này không ai cảnh báo. Và chuyện này họ cứ việc tha hồ mà họ làm, những vị tu sĩ không khéo cũng bị luôn, không có cái pháp đại bi mà trì vào thì dục tính của mình nó khởi mạnh lắm. Nhất là cái chuyện vợ chồng, Ấn Tổ nói nếu không kiêng dè dầu cho vợ chồng là chánh dâm nhưng phải chết sớm vì hao tổn nguyên khí. Tinh khí thần, tinh lực này là một cái chất đề kháng mạnh và chất đề kháng quý giá nhất trong con người. Nó nuôi cái bộ não, phát sanh ra trí tuệ, nó kết tinh thành xá lợi. Và cái sức khỏe từ cái tinh lực này, nếu người này dồi dào tinh lực, cơ thể người ta luôn luôn ấm. Người này bị ăn nằm hao tổn tinh lực, cơ thể người ta cứ lạnh toát mồ hôi, yếu nhớt thì con virus nó vô nó tấn công một cái là chết ngắt liền. Chỗ này là chỗ quan trọng. 10 phần chết hết, 8 phần trực tiếp chết luôn, cái chuyện này là không sanh bệnh gì hết, chết là do cái chuyện ăn nằm vợ chồng. Và gián tiếp là sanh ra tất cả các bệnh khác, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh gì đi nữa cũng từ cái chuyện này. 40% là 40% trực tiếp, 40% gián tiếp, là 80% chết vì chuyện này mà thọ mạng chưa đến, chưa đến, chưa hết mà họ đổ xô cho số mạng. Thiệt là oan uổng. Thiệt là oan uổng. Chỉ hàng sơ quả họ lập gia đình chỉ vì giềng mối, họ không đi tu, họ lập gia đình chỉ vì giềng mối, chỉ vì để người kế thừa lại, và họ không lấy cái chuyện này làm chuyện vui. Chưa vô sơ quả mà không có pháp lành, không có sợ chuyện này, mà không có Phật hiệu, không có thần chú đại bi, thì 10 người hết 10 người chết vì chuyện này. Dầu người đó là cực hiền, Ấn Tổ nói dầu người đó là cực hiền, họ hiền quá chừng, họ hiền luôn, họ không có động đậy đến ai, họ không có nói xấu ai, họ rất là tốt, nhưng mà họ không cử được chuyện này, họ phải chết trước số mạng. Thì cái chuyện này nó còn hơn cái chuyện người ác. Tại vì người ác họ cử được cái chuyện này, họ chỉ tổn phước thôi, họ không có tổn thọ. Họ làm việc ác, ví dụ như là họ gọi rằng là trộm cướp, hoặc là họ nói láo, hoặc là uống rượu. Những người này mình xem như là họ là ác, nhưng mà họ giữ được và họ không có cái duyên để họ tiếp cận, không có gia đình, cho nên cái quả ác này là gọi rằng là quả báo khi bỏ thọ mạng họ hết rồi bắt đầu họ mới thọ lãnh. Còn cái hoa báo của họ là chỉ nghèo cùng thôi, họ không có bị chết sớm. Còn có những người họ quá là giàu có, của cải họ có, họ biết bố thí cúng dường, họ không có uống rượu chè, họ thông minh rồi, họ rất là hiền lành, nhưng mà không cử được chuyện này cho nên họ phải chết sớm. Thì cái chuyện này nó hơn chuyện ác là chỗ này. Và nếu không giữ được thì cái tinh lực hao tổn rồi thì sức khỏe nó xuống. Và khi sức khỏe nó xuống rồi, nó giảm rồi đã ngang, là bắt đầu những vi trùng trong cơ thể của mình nó còn hơn loại virus corona, bắt đầu nó quật khởi trở lại. Và tế bào xấu ác ung thư bắt đầu nó phát tác cho phải biết. Đó là nói chuyện người nam. Còn riêng người nữ mà không biết kiêng dè mà giữ, cứ suy nghĩ hoài như vậy, không chịu hàng ngày. Nếu thực sự hàng ngày trì được 50 biến đại bi là cái pháp lành đã bảo bọc rồi. 108 biến thì thôi rồi, cái phần thần chú đại bi bảo bọc, vừa khởi niệm lên một cái nó sợ liền. Còn người phụ nữ nếu mà thực sự tính ra cái lượng đo về cái tần số rung động của tâm ái nó mạnh hơn là người nam, cho nên họ phải bị cái quả báo là phải mang nặng đẻ đau. Còn người nam đâu có mang nặng đẻ đau đâu, thấy không? Bởi vì họ mang nặng đẻ đau đó là hình thức của nghiệp báo xấu ác đến với họ hơi nặng, nặng hơn người nam, cho nên họ phải mang nặng đẻ đau. Cho nên cái tần số rung động của tâm ái của người nữ lớn hơn người nam. Cho nên khi mà gặp những cái chuyện mà nam nữ chia tay thì người nữ này họ khổ đau thời gian kéo dài hơn người nam, và họ bị vật vã nhiều hơn người nam. Bởi vì vừa là nghiệp chướng sâu dày, vừa tâm ái của họ quá là nặng. Cho nên bên 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 làng Mai của Hòa Thượng Nhất Hạnh có một số những người là Tây phương á, họ đi đến đó họ tu 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, họ nói là sức lực của họ và khí lực của họ lên vô đó là Hòa Thượng
nhất hạnh là bắt hít thở nhiều và cách ly hoàn toàn tuyệt đối cái chuyện vợ chồng, cho nên thành ra họ về giống như là họ đi uống thuốc xăm bồ dưỡng như vậy. Và khi về rồi họ giữ không được, bắt đầu là tàn hại thân thể, tinh thần xuống cấp, đi làm không nhớ hít thở. Cho nên cái chỗ hòa thượng đó, một cái làng quá trời đông người, khi đang đi làm thì bắt đầu quýnh cái chuông, cái bon, một cái chuông để trên núi thiệt cao, mọi người đứng lại hít thở. Và họ sống trở về với chính họ, trên cái năng lực phục hồi trong cơ thể của họ rất nhanh, và họ rất an vui trong cái hơi thở, với lại cái cách để mà ngưng lại cái chuyện sinh hoạt vợ chồng. Còn mình cứ bo bo kè kè giữ giữ, sợ mất vợ sợ mất chồng, cứ dính với nhau, cứ ở chung với nhau, cứ là sinh hoạt không biết kiêng dè. Nói mình đâu có vợ của mình, chồng của mình có đi làm gì chuyện bên ngoài đâu. Mà Ấn Tổ nói giàu cho chánh dâm đi nữa mà không biết giữ, thì cơ thể trong con người mình, giàu cho ăn sung nhung na, giàu cho ăn canh dưỡng sinh, giàu cho ăn gạo lứt, giàu cho ăn những cái gì dinh dưỡng cao, mà không giữ được cái tinh lực, cái nguyên khí này, thì chuyện đó bù vô không kịp, bù vô không nổi. Cho nên Ấn Tổ nói cái giới này và cái tâm thức ái nhiễm này dễ nhiễm, dễ bị phạm, khó giữ vô cùng. Chỉ qua hàng sơ quả, khi bước vào sơ quả thì họ lạnh nhạt, họ làm nhẹ đi hơn 50% về cái tâm ái nhiễm này. Thì khi nếu mà họ không xuất gia thì họ có gia đình vì để sanh con một hai lần trong cuộc đời, hoặc giả là không có, có ép họ, đưa họ vô đường cùng để giết họ, bắt họ hành tà dâm, họ cũng không chịu. Ai trong cõi này vô sơ quả kìm chảy máu mắt không ra, ai trong cái cõi này mà tin được cái pháp đại bi để chuyển tâm ái, ai trong cái cõi này mà tin danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để tiêu cái tâm ái. Ngài phát nguyện rõ ràng, ai nhiều tham dục, ai nhiều sân hận, ai nhiều si mê, chỉ thành tâm niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, tiêu tham dục và si mê một cách nhanh chóng. Còn không tự lực để mà tiêu tham dục sân hận và si mê thì phải vào A La Hán bên tiểu thừa, phải bước vào trong thất tính, trong thập tính, mà thất tính bên đại thừa mới có thể tiêu được tham sân si. Quá trời mất thời gian, quá trời mất nhiều cái sự dụng công để cho nó tiêu tham sân si. Còn bây giờ quá nhẹ nhàng, không mất nhiều sức, không mất nhiều thời gian, chỉ niệm thần chú đại bi, niệm Quan Âm, mà con người này lúc trước thấy họ là gì? Là một con người tiểu nhân, là một con người hạ ngu bất tiếu, là người không có phước báu, là con người xấu xí tàn tệ trong xã hội. Nhưng không ngờ trong một thời gian ngắn họ niệm Phật trì đại bi, tha thiết chân thành, thâm tâm họ thay đổi, bắt đầu thân của họ thay đổi đẹp ra, thân tướng đẹp ra, thọ mạng kéo dài ra, phước báu có, họ trở thành một người quân tử, họ chuyển phàm để trở thành thánh, họ trở thành một con người siêu quần bạc tụy. Ấn Tổ nói không tốn nhiều sức đâu bạn, không bỏ ra nhiều thời gian lắm đâu, mà được trở thành một con người siêu quần bạc tụy. Như vậy có phải là pháp lực này giúp cho bạn hay không? Còn tự lực của bạn làm mất thời gian vô cùng, chứng quả A-la-hán thì thời Phật còn tại thế, mà phải tu nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi họ mới có thể chứng được cái quả A-la-hán. Họ đoạn trừ được tham sân si mạn nghi, kiến hoặc tư hoặc họ đoạn trừ sạch, thì cái con người này không phải là dễ tìm trong thời này. Cho nên Ấn Tổ vẫn chú trọng nhìn vào cái công phu của con người đó. Nếu người đó là cư sĩ như Lý Bỉnh Nam thì Ngài nói là cao tăng đẻ tóc, cao tăng làm cư sĩ. Còn những người tu sĩ mà ham lợi dưỡng, không có chịu công phu mà lười nhác, và cứ nuôi cái tâm ngũ dục trong này, thì Ngài nói đọa lạc như tên bắn, đọa lạc như tên bắn. Cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi giới thiệu cái thần chú đại bi, nếu ai tin tưởng trì tụng 108 biến không mất thời gian dài, sáng 1 tiếng rưỡi, chiều 1 tiếng rưỡi, cho thoải mái là 3 tiếng đó, là chưa được cái lẽ 24 tiếng đồng hồ, đúng không? 24 tiếng đồng hồ, chưa được cái lẽ là 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sao là cái công hiệu nó quá lớn? Do đây là quả địa giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mình lấy cái quả địa giác này bắt đầu làm nhân cái địa, nhân địa tâm để mình tu. Cái câu Nam Mô Di Đà Phật là quả địa giác của Đức Phật A Di Đà. Mình lấy cái quả địa giác này làm nhân địa tâm để mình tu thì rất là nhanh. Rất là nhanh. Thay vì gạo người ta trồng sẵn hết rồi, người ta bán, mình có phước báu, mình có tiền, mình mua về là mình có ăn liền. Bây giờ để mình trồng gạo là mất mấy tháng trời.
đúng không? Bây giờ để mà mình làm ra hạt gạo quá trời mất thời gian. Bây giờ để mà mình đã hình thành một cái pháp đó là thần chú đại bi, một cái pháp là Nam Mô A Di Đà Phật, là một cái pháp đó là từ tâm tưởng sanh, là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mất biết bao nhiêu thời gian, ba đại A Tăng kỳ kiếp, quá mất thời gian. Một hai đời mình còn giữ được, bước sang đời thứ ba, đời thứ tư là đọa lạc rồi, chứ đừng nói đến kiếp. Kiếp là quá trời mất thời gian, một tiểu kiếp rồi trung kiếp, đại kiếp, biết bao nhiêu cái thời gian nó dài như vậy, mình phải trôi lăn sanh tử rồi. Đó. Cho nên nếu mà mình hiểu được lời Phật ngồi cân đo đong đếm tính toán cho kỹ, thì nếu không khéo là mình bỏ mạng giữa sa trường, vì cái tâm xấu ác, vì cái tâm tham sân si á, mà mình vui với nó thì mình bỏ mạng giữa sa trường, chết ngay. Cho nên thực sự mà nói thì hôm nay chúng tôi ngồi ở đây nói đến quý vị, cái công phu thì quý vị rất là yếu kém, trì 108 biến đại bi nó cũng vọng tưởng xen tạp vô cùng luôn. Mà khi vọng tưởng xen tạp như vậy rồi đó, cái niềm tin giữa mình với thần chú nó bị giảm đi. Mà khi buông ra rồi bắt đầu nó dính như mũ mít, con cháu chồng tiền bạc nhà cửa nó bao vây, không để cho mình một chút để mà mình có thể rảnh rang. Nhiều lúc chúng tôi ngồi chúng tôi ổ, bao nhiêu đời kiếp và 49 năm rồi mày suy nghĩ mày chưa có thỏa mãn hay sao, bây giờ mày có tiếp tục phải suy nghĩ như vậy? Suy nghĩ được cái gì? Dẫu cho được đi nữa là cũng là cái giả thôi. Được tỷ này tỷ nọ, nhà cao cửa rộng xe cổ đất vườn vân vân mọi thứ thì cũng là giả thôi, chứ có thiệt gì đâu. Rồi mình phải ra đi, sao mà bắt mà mày suy nghĩ cái giả này nhiều quá, mất hết thời gian. Cả một cái cuộc đời mình nó mất thời gian 2 phần 3 thì hỏi làm sao còn cái thời gian để mà công phu tu hành. Chúng tôi ngồi suy nghĩ, ổ mày suy nghĩ vậy được cái gì không? Nói vậy bắt đầu nó lẻn bẻn, cái vọng tưởng bắt đầu nó hơi tan biến, cái nó chìm xuống chút xíu, cái đổi cái nó quật lại. Đây là thói quen là nghiệp lực, đó là tập khí, đó là túc nghiệp của mình nó quá sâu dày. Nếu mà không gần thiện hữu tri thức, không gần cái môi trường tốt để tu, thì chúng tôi dám chắc quý vị lúc lâm chung thì giống như cua trụng nước sôi, tứ đại nó rã rời, nó phân ly, nó đau đớn quằn quại và không giữ được cái tâm pháp, là cái tâm mình không an trụ vào được cái pháp tu, đó là thần chú đại bi hoặc danh hiệu Quan Âm thì thua. Hoặc là niệm Phật, lúc đó không niệm nổi nữa thì thôi rồi, thua. Mà ngay hiện tại bây giờ cũng đâu có niệm nổi đâu, một ngày đâu có niệm được bao nhiêu tiếng đâu, vọng tưởng là nhiều. Vọng tưởng bây giờ nó quá dày, không nghĩ nó cũng là suy nghĩ luôn, không muốn nó nghĩ nó cũng suy nghĩ, mà muốn đè nó xuống, muốn ngưng nó cũng không đè nổi nữa. Thì mình biết cái thói quen mình như thế nào rồi, cái thói quen mình là vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi, đúng không? Không phải đơn giản với nó. Cái người mà Ấn Tổ nói, cái người mà thực sự chịu công phu rồi, dầu một khắc cũng không cho vọng tưởng để ở trong tâm mình, dầu cho nó lừa dọa gạt mình, nó nói nó dụ dỗ mình gì đi nữa, nó nói khôn khéo mà nó nói cái gì đi nữa cũng là vô ích. Nó lý luận là làm thiện, nó lý luận đủ thứ hết trơn, nó không có chịu niệm Phật thì cái người mà không có công phu, không muốn liễu sanh thoát tử là theo nó liền, theo giặc liền. Còn cái người mà muốn liễu sanh thoát tử, họ kêu mày ăn nói vô ích, mày đừng có lăng nhăng mà làm tao mất cái câu Phật hiệu nha, là họ không cho nó ở trong tâm, dầu cho một khắc. Ấn Tổ nói dầu cho một khắc, cũng như ăn cướp nó vô trong nhà, nó nói nó ngon, nói ngọt, nó nói cái kiểu gì đi nữa, mình cũng biết nó thế nào cũng giết mình lấy của đi. Cho nên thành ra bằng mọi cách phải tống nó ra khỏi nhà, không để một khắc. Vọng tưởng nó vô, nó khôn ngoan, nó lý luận, nó nói ngon ngọt, nó nói nó gì đi nữa mà bỏ câu Phật hiệu đi thì chết ngay. Hay lý luận gì đi nữa để nó mất cái thời gian công phu trì đại bi niệm Quan Âm thì nó cũng là kẻ gian ác. Rồi nó cướp hết tất cả tài sản của mình, bao nhiêu công đức phước báu tu hành của mình nó cho xuống biển xuống sông hết. Thì dòng một khắc mình cũng không cho nó ở lại. Cái chỗ này là cái chỗ mà thâm sâu công phu, Ấn Tổ nói. Còn mình cứ để giặc cướp vọng tưởng điên đảo, mới lần đầu nó nghĩ thiện, xong bắt đầu là nó nghĩ ác, rồi bắt đầu nó làm ác cho phải biết luôn. Nó kinh lắm chứ không phải đơn giản như nó. Cho nên thành ra thần chú đại bi, nếu mình chịu trì tụng, tự nơi tâm của mình sẽ được cái quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, tiêu trừ tập khí tham sân si mạn nghi và giảm dần phục được nó rất nhanh.
cộng lại nhờ thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn gia trì cho mình, thì trong thời mạt pháp này chỉ có cách này là ổn thỏa nhất. Hai thời sáng tối xong rồi 50 biến hoặc 108 gì đó, ngồi ra bắt đầu niệm Phật với niệm Quan Âm thường xuyên dày đặc khích khao luôn, thì tâm tham dục tham ái nó mới có thể lắng động xuống được. Còn không thì chết ngay. Trong tâm thì không giữ được Phật hiệu, không trì đại bi, hoặc tu trì cà lơ cà lớt cà tà, mà trong khi đó là tâm thức tham dục sân hận si mê quá lừng lẫy, thì mình phải chết với nó thôi. Chết với nó. Cho nên thành ra là đọc sâu vào trong văn sao là Ngài nói cái chuyện tu hành liễu sanh thoát tử không phải đơn giản, không phải đơn giản chút nào. Nếu người đó không nương vào pháp tha lực là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, thì người này khó có thể mà thành tựu trong một đời. Mà bước sang đời thứ hai rồi thì thôi phải biết với nó. Mờ mờ mịt mịt. Cho nên cái lúc con người mà lâm chung mà không có cái pháp lành an tâm là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi trong lúc hiện tại và lúc lâm chung là chỉ một danh hiệu Phật. Thì khi mình phát khởi tần số niệm định danh hiệu Phật mà tâm mình chuyên nhất vào câu Phật hiệu rồi, thì cái ánh sáng đó, cái pháp lực đó dẫn mình đi vào đúng cái quỹ đạo đó là Tây Phương Cực Lạc, và là vào liên thai vào Cực Lạc. Còn khi mà bắt đầu thọ mạng hết mà cái pháp lực là niệm Phật không có thuần nhất á, mà niệm tham thuần nhất á ngang, là nó sẽ có cái năng lực và ánh sáng của tham, màu sáng sáng mà gọi là sáng sạm, sáng xám á, bắt đầu nó có cái pháp lực tham đó, nó dắt mình đi vào cái quỹ đạo của ngạ quỷ. Rồi lúc lâm chung thương con, nhớ con quá, nó nằm ở trong bụng mình, bây giờ mình ra đi mình bỏ nó, cái chủng tử này mạnh quá, rồi bắt đầu chui vào trong bụng nó, tìm mọi cách làm sao đó để khi con của mình, con rể, con dâu gì đó bắt đầu là muốn sanh con, rồi bắt đầu mình chui vô trong đó để mình làm con. Trời ơi, cái này là biết cái khổ đau như thế nào. Thay vì lên liên thai về Cực Lạc, bây giờ chui vô trong cung bụng địa ngục máu của nó, rồi nó muốn thích thì nó đỡ, nó đẻ, còn không thích thì nó diệt, nó giết, nó phá thai đi, nó giết mình một cách trắng trợn luôn. Còn không thì ra nợ nó rồi ngang, bây giờ mình nhờ vả nó là làm nợ nó, rồi ra rồi bắt đầu nó nhờ vả lại mình, nợ vay trả vay, báo ăn báo oán, đòi nợ trả nợ, nó cứ lòng vòng dích dắt nó ở trong cái cõi này, nó nhùng nhằng giống như tơ mà con ruồi nó bị rối không gỡ ra được. May thay bây giờ có Phật sắp ấn tổ, có lời Phật để mình thoát ra, mà mình cũng y cả ạch thì làm sao mình ra được cái cõi này. Nếu không có cái pháp lực mà lúc lâm chung thì tâm thức của mình còn kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nó ở trong này dày đặc là nó dắt mình đi là thôi, không biết ngõ nào mà lần. Kêu cha, cha không trả lời. Kêu mẹ, mẹ không ơi. Kêu vợ, vợ làm lơ. Kêu con nó đi chỗ khác. Bởi vì cái tâm thức của mình kêu nó khác hẳn với cái tần số của người còn sống. Kêu quá trời. Có bữa đó chúng tôi nằm mơ, mắc cười quá chừng luôn. Ông thầy Nhuận Phiên á, ông làm cái gì không biết. Trong giấc mơ bữa trưa mới nghỉ trưa xuống, Thầy Phiên ơi. Trời ơi, kêu quá trời mà ông cũng không có ơ hở gì hết trơn. Ngộ dữ ta. Thức dậy kêu trời, trong mộng mà kêu ai nghe. Trong tâm mình xuất hiện ông thầy Phiên, rồi trong tâm mình tự kêu ông thầy Phiên, kêu ông không nghe. Thì hai cái tần số là trong tâm thức mình thôi mà nó chéo que. Còn cái người mà lúc lâm chung tâm thức họ kêu người còn sống thì họ đố mà ơi hỡi nữa. Lúc đó quản lên rồi, cho nên bây giờ không biết kêu ai hết trơn. Kêu người thân mình cũng người thân làm lơ. Lúc đó buồn quá, thất vọng và đọa lạc. Chứ lúc đó A-di-đà-phật. Phật đến ngay thôi. Phật nghe liền. Còn mình phàm phu làm sao mà mình kêu người phàm phu mà nghe được. Họ đâu có khả năng để họ có thể nghe được cái tâm thức của mình. Thắt khác tần số, khác cảnh giới, thân cũng khác. Chui vô cái thân chung ấm rồi, còn họ là cái thân sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, hai cái thân khác nhau, tần số khác nhau, làm sao nghe được. Còn riêng Phật A Di Đà ới cái là Ngài ok tới rước ngay, bởi vì Ngài có thần thông, thông hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới mà. Không kêu Phật Di Đà hàng ngày, cháu ơi thương cháu nắm mẹ, ông ơi, anh thương em thương anh nắm mẹ, rồi cái gì đó, con ơi mẹ thương con nắm mẹ,
cứ như vậy thương nhớ, nhớ thương, ràng buộc, trói buộc, lúc ra đi kêu nó đã chả ớ gì hết trơn, lúc đó mới thất vọng. Nói như vậy không phải chúng tôi đập đổ hết những tình thương cha mẹ, anh em, vợ chồng với nhau. Thương làm sao đình dính mắt, cái chỗ này khó. Hàng phàm phu mình không khó làm cái chuyện này lắm. Cho nên Phật mới chế ra là gì? Tăng ni muốn liễu sanh thoát tỷ phẩm vị cao về Tây Phương Cực Lạc phải là đoạn dục hoàn toàn, không lập gia đình. Còn người mà lập gia đình bên ngoài mà cư sĩ đó nha, để mà giữ cho trọn vẹn một cái gia đình đó nha, không tham ái đó nha, không tham dục đó nha, không kình cãi đó nha, không oan gia với nhau nha, cái chuyện này khó như lên trời. Nhìn kỹ lại đi, ba mẹ chúng tôi cũng rứa thôi, cặp gia đình quý vị cũng thế thôi, không có pháp lành tu an tâm, không biết cõi là giả, thấy mình là đúng, cái gì mình cũng là đúng hết trơn, cái gì cũng mình phần hơn hết trơn, rồi không biết bổn phận vợ, không biết bổn phận chồng, không biết bổn phận con, cuối cùng gì gây oan gia với nhau, đời sau tiếp tục trả. Đây là chuyện đáng thương. Giả mà làm chi mà tranh giành hơn thua vậy? Giả mà, không? Như chúng tôi thấy cái chùa nó cũng là giả, họ ngưng lại thôi, không cho người vào đông nữa, đóng cửa đại chúng thôi. Ok, hoan hỷ, đóng cửa treo bảng luôn, đâu có gì đâu, không có sao hết trơn. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, họ nói sao mình thuận theo như vậy. Với nhiều người, người ta nói chùa tôi là phải có Phật tử vô người ta cúng dường tôi mới sống được chứ. Hoặc giả là không có Phật tử vô thì họ phải đuổi hết chư tăng đi chứ tiền đâu mà sống. Chúng tôi nói cũng tùy duyên luôn. Mỗi người chư tăng, Phật tử, các cụ có cái phước của họ. Họ hết phước rồi họ tự đi, không đuổi họ cũng tự đi. Cũng như thầy Hoài đó, thầy tự đi thôi, rồi thầy về một số các thầy đó. Phải không? Không, cái duyên phước và cái y báo nó không khế hợp, như thầy phước đồ không đủ, cái nó không có khế hợp là tự đi thôi chứ đuổi gì đó. Thấy không? Cho mình hiểu được cái đạo lý là tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hai. Thôi mình đừng cái xen vô làm phiền nữa. Biết như vậy rồi, ông chồng nói em như vậy ngang, kêu dạ, em như kia ngang, kêu vâng, em như thế nọ ngang, kêu ừ, rồi sao cũng xong, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong, không chống đối gì hết, yên ổn. Lúc trước chúng tôi kể câu chuyện hai vị tỳ kheo sống chung với nhau mà suốt cả mùa hạ và bao nhiêu mùa hạ cũng không có kình cãi lẫn nhau, thì Phật kêu lại hỏi, thì kêu là ý, thì hai vị đó nói là ý của sư huynh con là ý của con, ý của con tức là ý của sư huynh con, và ý của sư đệ con tức là ý của con. Đức Phật nói câu nói này là câu nói bất hủ. Người ta sống với chân tâm, chỉ có một cái tâm duy nhất là thuần thiện, thuần tịnh, không có ý niệm sanh ra thứ hai để mà chống đối nhau, cho nên họ sống rất an bình. Còn mình sao? Trong một ngôi nhà, con ý riêng, cha ý riêng, vợ ý riêng, rồi năm đứa con là năm ý riêng, thì như vậy thì nó xé tan hết cái gia đình rồi, còn cái gì đâu nữa. Thì cũng từ nơi người mẹ không phải là hiền mẫu, cho nên không gặp được người hiền phu là chồng, không sanh ra hiền tử. Ấn Tổ nhắc hoài, thời thế này loạn động là không có hiền mẫu, cho nên không có hiền tử, không có hiền nữ, cho nên không có hiền thê. Đó. Cho nên thành ra ba bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự. Thái Khương là bà nội của Châu Văn Vương, là vua Văn Vương đó. Thái Khương, Thái Nhậm là mẹ, Thái Tự là vợ. Ba bà Thái này giúp cho Châu Văn Vương lập nên cái vương nghiệp nhà Châu 800 năm. Từ đời ông Châu Văn Vương cho đến con cho đến cháu mà 800 năm nhờ ba bà Thái này. Nếu mà cả đất nước mình mà trên thế giới có ba bà Thái này, ai mẹ, người mẹ nào cũng là bà Thái này hết, thì làm gì có cái chuyện dịch loạn chiến tranh xảy ra, không cho giết chóc, đều là thuần thiện thuần tịnh hết, thì cảnh giới này nó quá là thanh bình thanh lương rồi, đâu có phiền đến ai đâu. Thấy không? Đó. Cho nên mình nhìn cho kỹ lại, mẹ mình không phải là hiền mẫu, sanh ra mình cho nên thành ra không phải là hiền tử, ác tử. Mẹ mình không phải là gì? Là chân thiện, là giả thiện, thì mình vẫn là giả thiện, là người ác. Nguy lắm. Lớn lên rồi, bây giờ thành tre rồi, 2-30 tuổi rồi, 5-70 tuổi rồi, để cho nó thuần thiện, để nó tu hành, thì người này không phải là thiện căn thiện chí, thượng trí, và họ là
thì là họ là chung căn chung chí, mà không được môi trường tốt, không người khuyến dụ thì họ phá cho tàn ác, họ phá cho tàn canh khói lửa, họ vô chùa họ phá chùa. Người có trí họ dùng trí để phá, họ chế ra bom nguyên tử, chế ra đủ loại. Còn người mà ngu thì họ dùng vụt dục để họ quậy. Ấn Tổ nói ghê lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên ra là mỗi buổi sáng mà quý vị nghe được điều này, nó thấm từ từ bắt đầu nó thay đổi được, thì mới lại là tốt, mới hữu ích cho nhân loại, cho xã hội. Chứ còn không thì quỳnh lắm. Còn người mình nó mà ác, mà nó có trí thì nó thôi, nó chế ra những cái đồ ác cho phải biết. Chế ra cái máy mà trong vòng tiếng đồng hồ nó giết bao nhiêu ngàn con bò, con heo. Nó vô cái máy, một cái là chặt cái đầu, một cái là nó móc ruột, một cái là cái máy lột da, một cái lấy máy thịt bỏ một bên, rồi nó làm coi như là toàn bộ máy móc tinh vi hiện đại. Còn con người mà không có thông minh, họ cầm cái búa họ đập con bò, họ đập nín thở luôn, họ mới con bò mới chết chứ dễ gì. Đó, dùng sức để quậy, gọi là dùng dục để quậy, để phá. Người trí thì dùng trí để mà phá. Cho nên ra là cái việc hôm nay chúng tôi nói đến thần chú Đại Bi, và ngày mai tiếp tục chúng tôi nói hết cái vấn đề nhất tâm tu đạo, là chuyên nhất về thần chú Đại Bi, danh hiệu Quan Âm và danh hiệu Phật Di Đà. Chúng tôi khai triển sâu ba cái pháp này mà Ấn Tổ tu và chỉ cho chúng ta tu. Thôi thời gian hết rồi, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 6. Hai nhỏ khuyên niệm kèm thêm danh hiệu Quan Âm. Còn đối với chuyện niệm Quan Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn sẽ đắc Đại Niết Bàn đó ư? Đại Niết Bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa, Quan Âm và Di Đà đều cùng là một chuyện độ sanh, nào có phân biệt, nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi, Đức Quan Âm dạy người lễ bái trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó sao? Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 18, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông, nếu dùng tâm chí thành, thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng, chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân, không ai chẳng biết đến sự cứu khổ cứu nạn của Quan Âm Đại Sĩ. Hãy nên bảo chí thoát ăn chay trường, hằng ngày lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nay đặt pháp danh cho chí thoát là thông xướng, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hầu tốt nghiệp tiêu diệt, tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quan Âm cũng chừng đó. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quan Âm, bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe. Thể nghe thì công đức càng lớn, đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm và lúc áo mũ không chỉnh tề, chưa rửa tay súc miệng thì đều nên niệm thầm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quan Âm nói: Tạ đắc Phật tâm chứng nơi rút ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh. Cầu vợ được vợ, cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn đắc Đại Niết Bàn. Chú thích: từ ngữ như thế cho đến bao gồm hết thảy những điều mong cầu. Đại Niết Bàn là Phật quả rút ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thể được ư? Hãy nên phát tâm từ lời lời tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hành ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ.
Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mắc họa lớn. Phàm hết thể những bệnh thuốc men chẳng thể trị được, đều dùng thuốc A Dạ Đà một vị này để chữa trị. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, lá thư số 21, thư trả lời Hòa Thượng Bỉnh Sơ. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn. Hoạn nạn xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dự hóa lành. Gần đây những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm được cảm ứng nhiều không kể xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để. Hãy nên dạy nam nữ lớn bé trong nhà đều hằng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm bao nhiêu đó câu để làm kế dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có họa hoạn. Dầu lúc đương đầu với hoạn nạn mà có thể chỉ tâm niệm thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bằng. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, lá thư số 82, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, lá thư số 2. Chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy đến dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm và khuyên họ kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiết sinh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp khỏi bệnh, mà y đạo của tứ cần cũng sẽ nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây y hệ thấy bệnh nhân ăn chay bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mặn, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 8. Thời cuộc hiện nay nguy hiểm vạn phần, bất luận già trẻ trai gái đều nên chỉ tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để dự phòng. Kiếp vận hiện thời có trốn cũng trốn không được, có đề phòng cũng chẳng thể đề phòng. Chỉ có kỳ vào lòng từ của Phật chắc sẽ được che chở trong cơn nguy hiểm nhỏ. Nếu đại hiểm họa xảy đến, có lẽ mọi người sẽ đều cùng chết sạch. Tuy người niệm Phật chẳng thể riêng một mình thoát khỏi kiếp nạn, tránh khỏi cái chết, nhưng chết rồi sẽ đi về đâu, mỗi người mỗi khác. Người niệm Phật sẽ nhờ vào Phật lực sanh về Tây Phương. Dẫu chẳng thể sanh về Tây Phương, cũng sanh trong đường lành, chọn chẳng cùng đọa trong ác đạo như người không niệm Phật, chẳng thể không biết đến ý này. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, lá thư số 95, thư trả lời cư sĩ Lũ Dung Cát. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tình hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Ví dụ năm trước các sứ bị dịch tả thật dữ dội tại vùng phụ cận của Chấn Tự Thiền thuộc huyện Trường Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm nên chỉ có hai kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hồng Hà Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật. Phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tình hữu niệm là biện pháp nhỏ, dạy già trẻ trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đặng trong lúc hung hiểm này chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi, vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Tụ tập đạo hữu để niệm thì nên chia thành ba băng: một băng đi nhiễu niệm ra tiếng, hai băng tịnh tòa niệm thầm. Như thế sẽ thành ra niệm suốt ngày nhưng chẳng đến nỗi quá mệt. Nếu cùng nhau niệm ra tiếng hết thì một lúc lâu sau do quá mệt chắc sẽ đến nỗi đổ bệnh. Do chẳng khéo lập cách đâm ra làm cho kẻ vô tri bảo Phật pháp chẳng
chặn linh, oan uổng tạo khấu nghiệp, chẳng thể không biết điều này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 110, thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh, thư thứ hai. Những loài thú dữ, rắn độc, châu chấu đều do tâm con người hung ác mà chúng gây tổn thương cho con người. Nếu hướng về chúng nó niệm Phật và dạy hết thảy mọi người ai nấy đều niệm Phật thì chúng nó sẽ tự bỏ đi. Há nào phải là giết chúng mà có thể trừ hại cho dân hay sao? Đấy chính là dẫn dắt người khác tạo nghiệp, đời đời kiếp kiếp phải chịu sát báo. Ông học Phật kiên giết mà thốt ra lời lẽ đáng ghét nhất ấy, nếu chẳng sám hối ắt sẽ bị trời quở. Ví dụ số 1, nạn châu chấu. Ông Long tự tu làm chi huyện một huyện nọ tại Giang Bắc. Dân chúng do bị nạn châu chấu bèn mời quan đi xét nghiệm. Tới một chỗ lấy chân dậm xuống hơi bị lúng chân, hỏi châu chấu ở chỗ nào. Dân chúng thưa nó ở ngay dưới chân. Có chỗ châu chấu đậu dày mấy tấc, rộng mấy dặm, dài mười mấy dặm, vẫn chưa một cánh. Hễ một cánh liền bay lên che rợp cả mặt trời. Ông hết sức kinh hãi, chẳng dám nói một câu nào, bèn lạy trời đất xin cứu mạng cho dân. Chưa đầy hai ba tiếng đồng hồ, đột nhiên trời nổi sấm mưa to, châu chấu bị mưa diệt sạch. Đấy chính là chuyện đại cảm ứng, do không thể làm cách nào bèn cầu trời diệt châu chấu vậy. Nếu ông ra lệnh đốt hay chung vùi để giết châu chấu thì thứ hỏi có được mạnh mẽ như vậy hay không? Ví dụ số 2, nạn giết ruồi. Một đứa bé gái mua một cái đập ruồi, hệ thấy ruồi bèn đập. Chưa được bao lâu cả nhà đều bị ruồi bò đầy. Bà nội bèn mở toang cửa ra vào cửa sổ, niệm Phật cầu ruồi bỏ đi. Ruồi bèn bỏ đi hết. Do đứa bé gái ấy còn có thiện căn, bởi chuyện ấy bèn dứt sát nghiệp. Nếu không ngày ngày sát sanh, chính mình cũng bị yếu thọ theo. Cũng đừng học theo Tôn Thúc Ngao, thử hỏi ai có được lòng tốt ấy. Không có lòng tốt ấy sẽ tự tạo sát nghiệp, dạy hết thảy mọi người tạo sát nghiệp. Hơn nữa rắn hai đầu là con vật lạ hiếm thấy, cho nên Thúc Ngao giết đi rồi chôn. Mạnh thú, rắn độc, châu chấu không phải là những con vật cứ giết đi là có thể ngăn ngừa được. Mọi người chỉ nên cùng phát tâm từ thiện, cùng niệm Phật hiệu, ác chúng sẽ lánh xa. Trong phẩm Phổ Môn đã dạy, nếu ác thú vây quanh nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm bỏ chạy không tâm tích. Rắn độc cùng bọ cạp phun độc như khối lửa, do sức niệm Quán Âm nghe tiếng tự rút lui vậy. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 126, thư trả lời cư sĩ Trương Dĩ Thuyên, thư thứ ba. Phạm làm công đức vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm trọng, bất tất phải đối thành niệm kinh Địa Tạng. Một pháp niệm Phật được ích lợi dễ dàng nhất, do kinh văn ít nên dễ niệm. Dẫu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được, hãy niệm liền được lợi ích. Ví dụ Dương Giám Đình ở Tô Châu không mình chào tên lính Nhật ở cửa thành, trong tâm niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Gã lính ấy không thích được cúi chào, bèn vung đao chém xuống. Đao chạm đến da đầu liền trực ngang, da đầu đã toạc chảy máu rất nhiều, nhưng xương đánh đầu chẳng bị tổn thương mảy may. Nếu lưỡi đao không trực ngang thì đầu đã thành hai mảnh rồi. Đây chính là oan gia đời trước khiến cho ông ta bị toát da đầu. Do vậy biết trong thời thế nguy hiểm nhất hãy nên lấy niệm Phật làm chánh. Tâm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết, nhưng so với A Di Đà Phật tiếp dẫn lúc lâm chung khiến được vạn sanh thì lại càng thua xa lắm. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 133, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Đang trong thời thế này, ngoại trừ niệm Phật, niệm Quán Âm ra, không có cách tốt lành nào khác. Bất luận già trẻ, trai gái, quy y hay không quy y, đều khuyên niệm Phật, niệm Quán Âm. Dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn, vẫn nên chú trọng bớt ăn mặn, để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy. Thế giới đại chiến, cả cõi đời không một ai được an vui.
người bị tàn sát cố nhiên là khổ, nhưng kẻ sát nhân hiện tại cũng cực khổ. Đời sau hay đời sau nữa, muốn làm chó, ngựa, trâu, dê cũng chẳng được. Tiếc cho cả cõi đời đều là kẻ si, cùng nhau mãi miết giết người, giết vật. Chẳng tự biết ác nhân đã gieo, ác quả sẽ tự theo đó đưa tới. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, lá thư số 162, thư trả lời hai cư sĩ Chiến Mục và Chi Thanh, lá thư số 2. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nặng, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ, trai gái đều nên niệm tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đạo binh, nước lửa, ôn dịch, sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cương đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ vân vân, nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dự hoa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy cho nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc chờ niệm khi đâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sanh nở. Đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quan Thế Âm từ nhỏ, thì về sau chắc chắn chuẩn bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở. Hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đáng sanh nở mới bắt đầu niệm, đều được an nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chịu niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõ lồ bất tình, nếu niệm sợ mắc tội lỗi. Phải biết Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha hơn lòng yêu thương con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà xa lần. Do vậy phụ nữ khi sinh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát chính là diệu pháp tối thượng, cực kỳ linh nghiệm hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là do bất huệ bịa đặt. Phàm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nặng do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc áo mũ hãy còn chưa chỉnh tề, tay lẫn mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Trong những lúc ấy, những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường. Niệm ra tiếng chẳng hợp nghi thức, còn lúc sanh nở nhất định phải niệm ra tiếng rõ ràng, chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi. Lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm trong tâm do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng.
dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lợi khắp hết thảy. Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chư thánh, do tâm đại bồ đề lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Nếu có thể chí thành khẩn thiết trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không chỉ được lành bệnh mà thôi. Nếu có thể chí thành đến cùng cực thì còn có thể liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy: cầu vợ được vợ, cầu vợ là mong có được vợ hiền thục trí huệ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội, như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là cực quả rốt ráo được chứng bởi Đức Phật. Nhưng người đời do lòng tin lẫn sự chí thành trì tùng đều chưa thể đạt tới mức cùng cực, nên tùy theo lòng thành của kẻ ấy mà được các thứ lợi ích nhỏ nhoi. Đừng nói là lợi ích chỉ có thế mà thôi. Hãy nên với trong là người thân trong nhà, ngoài là hết thảy mọi người đều đem những chuyện chính mình chứng nghiệm và những chuyện cảm ứng được thuộc trong bộ Quán Âm Tụng để khuyên bảo. Ngõ hầu ai nấy đều được Bồ Tát từ bi che chở gia bì trong lúc tình thế hoạn nạn này. Đấy chính là cách dự phòng mầu nhiễm nhất. Trích dẫn văn sao tam biên lá thư số 203 thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù lá thư số 4. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ chẳng thấy được. Huống chi ông làm trưởng ấp đang trong lúc thổ phỉ, binh lính hoành hành, nếu chẳng kể vào từ oai của Đức Phật, cứ muốn dùng tài trí của chính mình để lo liệu sẽ khó như lên trời, nguy hiểm như bước trên băng. Nếu ôm tấm lòng đại từ bi chưa bào ăn lương, lỡ gặp phải những hạng hung ác như vậy thì thế tất nhiên là phải xử trị, nhưng phải giữ tấm lòng xót thương thì sẽ chẳng từ đến nỗi kết oán và gặp họa. Ví dụ một đệ tử là Tào Vận Bằng làm huyện trưởng huyện Quảng Đức tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người bè đảng của hắn mưu tính báo cù. Trong tháng 11 ông ta trở về Thượng Hải, đến ngày 13 tháng Chạp 10 gã đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi. Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với quan. Thấy tình thế ấy, chí tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, bọn giặc lục soát rương cháp tìm được một xấp tiền 2.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời, bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do chúng nói để báo cù. Hỏi do chuyện gì, họ nói báo cù cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông Tào vì sao phải tử hình, ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói đấy là do mệnh lệnh của cấp trên chứ không phải Tào Mỗ tự giết. Bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi các ông có nhận được mặt Tào Mỗ không, chúng bảo nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột bảo mọi người chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới rồi bỏ đi. Tào Vận Bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu, hỏi chúng có nhận được mặt hay không mà chúng cho chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai, rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Vận Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến đưa cả nhà sang Thanh Đảo. Thứ cảm ứng này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra. Có thể dốc hết thực lực trì niệm thì quyết định gặp dữ hóa lành. Trích dẫn văn sao tam biên lá thư số 237 thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm thư số 14.
Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm. Thuốc tây, thuốc tàu đều chẳng công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau. Hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng giản tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chở. Để cứu ngặt mà vẫn cần đến to thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 244, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư số 21. Đang trong lúc đại kiếp đối đầu này, chỉ dựa vào một vị tăng người Ấn Độ, mấy trăm vị hòa thượng tùng lăng nghiêm đại bi mà có thể ngưng dứt được đại kiếp hay sao? Sao không phổ cáo cả thành, cả ấp, cả phủ, cả nước, chọn hết thảy mọi người hàng ngày thường chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu diệt đại kiếp này? Dùng tấm lòng khẩn thiết chí thành để soạn một bài văn trong sáng, rõ ràng, buồn khóc ứa lệ, khẩn khoản bảo ban. Ai nấy đều có tâm, ắt mọi người sẽ cùng nhau phát khởi, xoay vần khuyên bảo lẫn nhau, thì tiếng niệm Quán Âm và niệm Phật sẽ vang dội hư không. Dẫu chẳng thể diệt được đại kiếp thì tai ương cũng sẽ chẳng đến nỗi quá đáng. Ví dụ mười mấy năm trước đây, một vị cư sĩ ở Xuyên Trung đề xướng trì chú Lăng Nghiêm để cứu quốc dứt tai họa. Ông vì những người chẳng thấy niệm chú mà in chú Lăng Nghiêm thành một quyển sách nhỏ, bảo họ đeo trên thân, đeo trên đầu cửa, thờ ở trong nhà, tốn kém cũng khá bồn. Chẳng biết vậy hết thảy mọi người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ chẳng cần phải tốn tiền, mà hết thảy già trẻ trai gái đều gieo thiện căn không chi lớn bằng. Ông ta gửi chương trình ấy và một quyển chú nhỏ đến Phu Đà, lúc ấy đã cận ngày rồi, dẫu viết thư gửi đi ngay vẫn chẳng kịp. Quan chỉ than thở cảm thương mà thôi, chẳng gửi thư cho ông ta nữa. Đấy chính là bỏ chuyện dán tiền ai cũng có thể làm được, để chỉ mong một vị tăng Ấn Độ và hơn 500 vị hòa thượng tiêu trừ đại kiếp này. Không phải là tôi nói vị tăng Ấn Độ và chư vị hòa thượng chẳng thể tiêu trừ đại kiếp được, mà là than thở sao ông nỡ làm cho hết thảy những người đang hứng chịu tai nạn chẳng được gieo thiện căn sâu đậm. Do vậy người làm chuyện lớn mà chẳng tính đến những điều nhỏ nhặt, rốt cuộc sẽ hết sức bày vẽ phô trương, chẳng hề chú ý đến chuyện thành thật thực hiện rộng khắp. Muốn diệt đại kiếp sao không chọn lấy một điều đã được đề nghị trong lá thư ấy, khuyên khắp hết thảy những người cùng hàng điều niệm Quán Thế Âm vậy? Ngoại trừ những kẻ chẳng phát tâm ra, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng niệm Quán Âm được. Niệm chú Lăng Nghiêm thì trong vạn người chỉ một hai người niệm được mà thôi. Niệm Quán Âm chẳng tốn công mảy may, cũng chẳng phải tốn kém gì. Còn niệm Lăng Nghiêm thì chẳng tốn đến mấy ngàn đồng sẽ chẳng thể xong việc được. Người bề trên của dân làm chuyện gì cũng phải lo toan đến điều này, thì tuy là cũng làm chuyện giống nhau mà lợi ích thật sự khác biệt vời vời. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 245, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư số 22. Hiện nay đang lúc tình thế hoạn nạn, bất luận là ai đều phải thường niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Dẫu gặp phải những nguy hiểm như nước lửa, đau binh và bệnh tật do oán nghiệp vân vân, mà nếu có thể chí thành niệm chắc chắn chẳng đến nỗi nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhân đang khi sinh nở hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Quan Âm ra tiếng rõ ràng, sẽ liền an nhiên sinh nở, chắc chắn chẳng bị khổ vì khó sanh. Lúc ấy trở nên niệm thầm trong tâm, dẫu khó sanh sắp chết, vậy người ấy niệm sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Có thể đem điều này bảo khắp với hết thảy mọi người chính là cứu sẵn sẵn nàng, cứu sẵn tánh mạng mà
con gái, con dâu, vân vân của chính mình cũng đều cũng được Phật Bồ Tát từ bi gia bì. Đừng cho rằng quan chẳng nên thốt ra lời này. Cổ Như nói, sanh tử cũng lớn thay, lâm chung chờ niệm là giúp cho người chết được vãng sanh. Khi sanh nở niệm Quan Âm chính là giúp cho người sống, cả mẹ lẫn con, được lìa nguy hiểm. Mấy năm gần đây tôi thường nghe kể nỗi khổ vì khó sanh, lại biết rõ chấp chước sai lầm của người đời. Có người niệm Phật thể trong nhà có ai sanh nở bèn trốn ra ngoài hơn cả tháng mới trở về. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 269, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, thư thứ nhất. Đang nhầm thời mập pháp, con người cặn cơ kém hèn, chỉ có một pháp niệm Phật là phù hợp cặn cơ nhất. Có nhiều người hễ cầu đảo đều luôn bận tâm về chuyện, con người chẳng thể niệm tụng tròn hết kính chú, chẳng biết hễ trì vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật còn có thể thành Phật, khá chẳng thể tiểu tai được ư? Quan Thế Âm Bồ Tát có duyên với thế giới này của chúng ta nhất, cũng nên niệm kèm thêm, chỉ cần chí thành cung kính, nhất định hệ có cảm liền thông. Dẫu có tu trì lúc bình thường hay có chuyện bèn cầu đảo, đều cùng phải có trọng chuyện, ai nấy đều có thể niệm được. Tứ Xuyên nhiều lần tổ chức cầu đảo nhưng không có hiệu quả. Nguyên nhân chính yếu đều là vì không phải ai cũng niệm được Chú Lăng Nghiêm, khiến cho người ngoài cuộc cảm thấy đáng cười, đáng thương thay. Những kẻ đứng ra tổ chức những pháp hội cầu đạo ấy thuộc hàng ưa ăn nói lớn lối, thích làm chuyện khó khăn, chính họ làm thì được, nhưng bảo nam nữ chọn tình Tứ Xuyên điều niệm thì lại không thể niệm được. Họ chẳng biết rằng niệm Phật hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Sau này ông tổ chức liên xã để cầu đạo, hãy nên lấy niệm Phật niệm Quan Âm làm chánh thì lợi ích lớn lắm. Hơn nữa cố nhiên nhiều liên xã thì tốt, nhưng nhiều mà chẳng lan hỗn loạn thì không nên. Đừng chú trọng lôi kéo người gia nhập liên xã cho đông, đến nỗi xen làm tràn lan hỗn tạp thì công chẳng cử được lỗi đâu. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 295, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi, thư thứ hai. Niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A Di Đà Phật. Bởi lẽ Quan Âm chính là vị phụ tá đức A Di Đà Phật. Phật Di Đà là chủ, Quan Âm là khách. Phật A Di Đà như quốc vương, Quan Thế Âm Bồ Tát như chủng tể, tức người đứng đầu các quan. Khéo hiểu ý nghĩa ắt chẳng trở ngại gì. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 326, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh,